Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏa như lai nghĩa nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 662, Kinh Đại Thừa Bách Phước Trang Nghiêm Tướng. Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam Tạng Địa Bà Ha La, người Thiên Trúc. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Bà Già Bà ở cung điện Phổ Diệu tại Đại Thành Xá Vệ, vì muốn giáo hóa cho vô lượng chúng sinh, Đức Phật ngồi tòa sự tử báo trang nghiêm cùng đông đủ 1.250 vị đại tỳ kheo. Chúng đại Bồ Tát vô số đều cung kính và quan chiêm ngưỡng thân tâm bất động. Khi ấy trong chúng có đại Bà La Môn, đại Bồ Tát tên là Văn Thù Xá Lợi, từ oai thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai bên phải, gối phải quỳ sát đất chắp tay hướng về Đức Phật mà thưa: Bạch Thế Tôn, con nghe Như Lai có đại phước tụ ấy lớn như thế nào? Cô xin Thế Tôn vì con mà nói rõ để giảm, để làm lợi ích cho vô lượng trăm ngàn chúng sinh, khiến họ ý vui đều được trọn vẹn. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi: Này Thiện Nam, ông đã vượt qua tất cả hàng thanh văn và bất chi Phật, là còn đem tâm đại bi trí huệ vì các chúng sinh mà tôi hỏi Như Lai nghĩa như vậy. Nay ông hãy lắng nghe và kéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông mà phân biệt nói rõ. Này Văn Thù Xá Lợi, như phước tụ 10 thiện của chúng sinh ở cõi giới Bồ Đề, phước tụ ấy đem tính đếm so lượng với số gấp 100 lần mới bằng một phước tụ bảy báu của Chuyển Luân Thánh Vương. Vì vô thống lệnh 4 thiên hạ đầy đủ 10.000 người con, nghĩa như là bảy báu, đó là 1 kim luân báu, 2 bạch tượng báu, 3 ca mã báu, 4 thần cho báu, 5 ngọc nữ báu, 6 trụ tạng báu, 7 chủ binh báu. Ngài người con của Chuyển Luân Thánh Vương kia, mỗi mỗi oai mãnh, đoan nghiêm dũng kiện, có khả năng phá được giặc oán. Này Văn Thù Xá Lợi, đó là phước tụ của Chuyển Luân Thánh Vương. Này Văn Thù Xá Lợi, phước tụ của vua Chuyển Luân Thánh Vương, vua của 4 thiên hạ và tất cả chúng sinh, phước tụ đó đem tính đếm so lượng là gấp 100 lần mới bằng một phước tụ của vua Đã Thích Cõi Trời Đau Lợi. Này Văn Thù Xá Lợi, phước tụ của Thiên Vương Đau Lợi và tất cả chúng sinh 4 thiên hạ, phước tụ đó đem tính đếm so lượng là gấp 100 lần mới bằng phước tụ một của Ma Vương Giáo Thọ Hộ Trì Tận ở tầng trời thứ 6 của cõi dục. Này Văn Thù Xá Lợi, phước tụ của Đệ Lục Tự Tại Thiên Ma và tất cả chúng sinh 4 thiên hạ, phước tụ đó đem tính đếm so lượng gấp 100.000 lần và bằng một phước tụ của một Phạm Vương Sơ Thiền ở cõi Từ Tâm Chiếu Sát thuộc Tiểu Thiên Thế Giới. Này Văn Thù Xá Lợi, phước tụ của Từ Tâm Chiếu Sát Tiểu Thiên Thế Giới, Sơ Thiền Phạm Vương và của tất cả chúng sinh trong thế giới ấy, phước tụ đã đem tính đếm số lượng là gấp 100.000 lần và bằng một phước tụ của Trung Thiên Thế Giới Nhị Thiền Phạm Vương. Này Văn Thù Xá Lợi, phước tụ của Trung Thiên Thế Giới Nhị Thiền Phạm Vương và của tất cả chúng sinh trong thế giới kia, phước tụ đó đem tính đếm số lượng là gấp 100.000 lần mới bằng phước tụ của một đại thiên thế giới Từ Tâm Chiếu Sát Tứ Thiền Nội Mahe Tủ La Thiên Chủ. Này Văn Thù Xá Lợi, đại thiên chủ Mahe Tủ La ấy chỗ thành tựu chẳng ít tiện căn. Vì sao? Vì Mahe Tủ La có đại trí tuệ, đại thần thông, nhiều thế gian bị lửa thiêu đốt rồi mới được thành lập, còn ở đệ tứ thiền thiên mưa lớn xuống trải qua trong năm kiếp không dừng không nghỉ, nước ấy biến khắp đại thiên thế giới lên đến cõi phàm thế không thiếu không giảm. Nước mưa như vậy đại thiên chủ Mahe Tủ La đều có thể biết được. Này Văn Thù Xá Lợi, như vậy phước tụ của Mahe Tủ La gọi là phạm phước. Này Văn Thù Xá Lợi, như vậy phước tụ Chúa Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Mahe Tủ La và của tất cả chúng sinh ở trong thế giới kia, phước tụ đó đem tính đến số lượng vô lượng vô biên ức 100.000 lần mới bằng phước tụ của một độc xuất đại bích chi Phật. Này Văn Thù Xá Lợi, không những một đại thiên thế giới này, giả sử phước tụ của một bích của bích chi Phật của tất cả chúng sinh ở thế giới mười phương chư Phật, phước tụ đó đem tính đến số lượng cho đến vô lượng ức 100.000 lần mới bằng phước tụ một thân sau cùng của Bồ Tát. Này Văn Thù Xá Lợi, như vậy phước tụ thân sâu cùng của Bồ Tát và của tất cả chúng sinh hết tại thế giới nơi mười phương tận hư không kia, như nợ sinh, thơ sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc, vô sắc, hữu tượng, vô tượng, phi hữu tượng, phi vô tượng, phước tụ đó đem tới đếm so lượng cho đến vô lượng ức 100.000 lần với bằng phước tụ của một sợi lông nơi thân Như Lai. Này Văn Thù Xá Lợi, như vậy các sợi lông nơi thân Như Lai số ấy có 99.000, mỗi một sợi lông như vậy đều đầy đủ vô lượng phước tụ như trước đã nói. Này Văn Thù Xá Lợi, như vậy phước tụ của tất cả sợi lông nơi thân Như Lai, phước tụ đó đem tính đếm số lượng lại đến vô lượng ức 100.000 lần mới bằng một tướng tốt trong những tướng tốt của thân Như Lai. Này Văn Thù Xá Lợi, như vậy các tướng tốt nơi thân Như Lai lúc nói ấy có 80 loại, đó là một phần đầu tròn đầy,
2. Tóc trang nghiêm đẹp đẽ. 3. Tóc màu xanh đen. 4. Tóc có mùi thơm. 5. Tóc rất mềm mại. 6. Tóc không rối. 7. Tóc không thưa thớt. 8. Tóc thường tăng trưởng. 9. Mỗi lỗ chân lông là một sợi tóc. 10. Tóc thẳng mướt hình xoắn ốc. 11. Hình dáng tóc như vòng hoa. 12. Tóc như chữ đất. 13. Khuôn mặt đầy đặn. 14. Lông phân chia ra đầy đủ. 15. Lông mày màu xanh biếc. 16. Lông mày không tạp loạn. 17. Đôi mắt rất đẹp. 18. Đôi mắt già rộng. 19. Đôi mắt thanh tịnh. 20. Đôi mắt sáng ngời. 21. Màu sắc mắt màu xanh biếc đẹp như hoa sen xanh. 22. Tai rất dài và đẹp. 23. Tai đầy đặn. 24. Tai không nghe lệch. 25. Mũi dài cao thẳng. 26. Hai gò má đầy đặn. 27. Hai gò má không lồi lõm. 28. Hai gò má không thô. 29. Răng rất ngay thẳng. 30. Răng đều đặn. 31. Môi màu đỏ như quả tăng bà. 32. Lưỡi đỏ mềm mại. 33. Tiếng như sấm vang. 34. Tiếng nói vang xa nghe rất xa. 35. Thân rất đầy đặn. 36. Thân thể đẹp đẽ. 37. Thân thể bằng phẳng. 38. Thân thể mềm mại. 39. Thân thể ngay thẳng. 40. Các phần thân tương xứng. 41. Thân rất tròn đẹp. 42. Thân đầy đặn. 43. Thân mềm mại. 44. Thân trong sạch. 45. Thân nhẹ nhàng vi diệu. 46. Thân không lay động. 47. Thân rất đoan nghiêm. 48. Thân không tì vết. 49. Ánh sáng của thân xua tan mọi bóng tối. 50. Bụng rất đẹp. 51. Bụng tròn đầy. 52. Bụng thon nhỏ. 53. Rốn sâu kín. 54. Rốn tròn. 55. Rốn cân xứng. 56. Dưới đất đầy đặn. 57. Khuỷu tay dài. 58. Ngón tay tròn trịa. 59. Ngón tay thon đẹp. 60. Chỉ tay rất đẹp. 61. Đường nét chỉ tay rõ ràng. 62. Chỉ tay đường nét không loạn. 63. Đường chỉ tay mềm mại. 64. Chỉ tay không thô. 65. Chỉ tay thẳng thớm. 66. Đầu gối tròn rộng. 67. Gót chân tròn trịa. 68. Bàn chân bằng phẳng. 69. Đi thuận theo bên phải. 70. Đi như cho Chúa. 71. Đi như trầu Chúa. 72. Đi như ngỗng Chúa. 73. Bước đi oai hùng như sư tử Chúa. 74. Móng ngón tay, ngón chân thon thẳng mọc đều. 75. Mỗi móng tay, móng chân như màu đồng đỏ. 76. Mỗi móng tay, móng chân đều tươi thắm. 77. Gân mạch không nổi lên. 78. Đốt tay đốt chân liền sức. 79. Các căn không ô nhiễm. 80. Ai nấy cũng đều hoan hỷ. Này Văn Thù Sư Lợi, như trước đã nói, 80 vẻ đẹp này gọi là vẻ đẹp phước tụ của Như Lai. Này Văn Thù Sư Lợi, như vậy 80 vẻ đẹp phước tụ của Như Lai, phước tụ đó đem tính đếm sơ lược là gấp vô độ ức trăm ngàn lần mới bằng một vẻ đẹp phước tụ trong những vẻ đẹp nơi thân tay chân của Đức Như Lai. Này Văn Thù Sư Lợi, là có 80 vẻ đẹp phụ các trong những vẻ đẹp tay chân của Đức Như Lai. Những như là 80, đó là: một, giống như Phạm Vương; hai, giống như Thiên Đế; ba, giống như Đại Đầu Lại Tra; bốn, giống như Từ Lâu Lạc Xoa; năm, giống như Từ Lâu Bát Xoa; sáu, giống như Tỳ Sa Môn; bảy, giống như Thiên Nữ Công Đức; tám, giống như Nhật Thiên Tử; chín, giống như Nguyệt Thiên Tử; 10, giống như Tuệ Thiên; 11, giống như Hỏa Thiên; 12, giống như Phong Thiên; 13, giống như Vân Thiên; 14, giống như Đại Tiên; 15, giống như Núi Chúa; 16, giống như Đồng Nam; 17, giống như Đồng Nữ; 18, giống như Cờ Báo; 19, giống như Tàn Lộng; 20, giống như Mũ Báo; 21, giống như Tràng Hoa; 22, giống như Ngọc Châu Anh Lạc; 23, giống như Bông Tai; 24, giống như Vòng Đeo Tai; 25, giống như Xuyên Báo; 26, giống như Chiếc Nhẫn Đeo Tay; 27, giống như Gương Báo; 28, giống như Phất Trần; 29, giống như Chữ Đức; 30, giống như Bình Hoa; 31, giống như Mani; 32, giống như Gương Báo; 33, giống như Chạy Khiêm Khang; 34, giống như Cung Tên; 35, giống như Mũi Tên; 36, giống như Giáo Mát; 37, giống như Mông Nhọn; 38, giống như Búa Lớn; 39, giống như Cuốn Lụa; 40, giống như Câu Dài; 41, giống như Gươm Sông Trận; 42, giống như Dùi Vàng; 43, giống như Gậy Trời; 44, giống như Trống Trời; 45, giống như Ốc Vàng; 46, giống như Lưng Trống; 47, giống như Phòng Hoa; 48, giống như Cung Điện; 49, giống như Tòa Báu; 50, giống như Áo Tắm; 51, giống như Hoa Sen; 52, giống như Phấn Gạo; 53, giống như Lúa Mạch; 54, giống như Dược Thảo; 55, giống như Cỏ Tranh; 56, giống như Cây Hoa; 57, giống như Trái Cây; 58, giống như Kim Sĩ Điệu; 59, giống như Ca Lăng Tần Già; 60, giống như Chim Cộng Mạng; 61, giống như Khổng Tước; 62, giống như Chim Cưu Cáp; 63, giống như Nhạn Chúa; 64, giống như Chim Sẻ Xanh; 65, giống như Chim Anh Vũ; 66, giống như Chim Thúy; 67, giống như Bờm Sư Tử; 68, giống như Voi Trắng Trên Núi Tuyết; 69, giống như Rồng Chúa; 70, giống như Voi Chúa; 71, giống như Ngựa Chúa; 72, giống như Nai Chúa; 73, giống như Trâu Chúa; 74, giống như Trâu Đồng Hoang; 75, giống như Trâu Con Trâu Cái; 76, giống như Con Dê Đen; 77, giống như Con Cá Lớn; 78, giống như Rùa Lớn; 79, giống như Cá Chúa; 80, giống như Ốc Chúa.
Này Văn Thù xin lỗi, tôi đã nói 80 vẻ đẹp như vậy gọi là tướng vẻ đẹp phước tụ của Đức Như Lai. Này Văn Thù xin lỗi, 80 vẻ đẹp phước tụ của Như Lai như vậy, phước tụ đó đem tính đếm sao lượng, đã gấp vô lượng ước trăm ngàn lần mới bằng một tướng phước tụ trong 32 tướng đại nhân của Như Lai. Này Văn Thù xin lỗi, tứ đại nhân của Như Lai có 32 tướng, những gì là 32? Đó là một đỉnh đầu có nhục kế đẹp nhô lên, hai tóc màu xanh đen xoay về bên phải, ba trán rộng lớn ngay tạng trang nghiêm đẹp đẽ, bốn tuyến lông trắng giữa hai chân mày trắng hơn cả trắng của Ngọc Kha, năm mắt xanh giống như trâu chúa, sáu miệng có 40 cái răng không thêm bớt, bảy răng bằng khít không có thưa, tám răng trắng sạch không nhơ không đen, chín miệng có 4 cái răng màu tươi sạch, 10 má cầm đầy đặn, 11 lưỡi mềm mỏng rộng lớn màu đỏ hồng, 12 nếu các thức ăn đều thấy ngon, 13 được tiếng phạm âm nói ra như sấm vang, 14 xương không lòi ra chỗ ấy bằng phẳng, 15 hai vai tròn trịa đầy đặn, 16 hai tay rũ xuống dài quá gối, 17 phần trên thân như sư tử chúa, 18 lông cho nơi thân đều lướt theo lên, 19 thân tướng đầy đặn như cây như câu đà, 20 thân cao diệu thứ bảy khuỷu tay, 21 màu da của toàn thân đều là sắc vàng rồng, 22 mỗi một lỗ chân lông có một sợi lông, 23 mà âm tàng chỉ kín không lộ ra, 24 hai đường vế tròn đầy bằng phẳng, 25 bộ tướng nghiêm hảo như nai chúa y ni, 26 hai chân đầy đặn, 27 hai lòng bàn chân đều bằng phẳng, 28 chân da xương thịt đều ở đúng vị trí, 29 hai tay hai chân đều mềm mại, 30 hai tay hai chân đều có màu có màng mỏng, 31 hai tay hai chân đều thon dài, 32 hai tay hai chân đều có tướng hoa văn luân xa. Này Văn Thù xin lỗi, như vậy đã nói 32 tướng của bậc đại nhân gọi là chánh tướng phước tụ của Đức Như Lai. Này Văn Thù xin lỗi, phước tụ nơi 32 tướng đại nhân của Đức Như Lai là như vậy, phước tụ đó đem tên đếm so lượng là gấp vô lượng a thân kỳ lần, không thể suy luận, không thể nghĩ bàn, với bằng đại pháp biến âm của Như Lai. Tùy theo phước tụ âm thanh mỗi loài, mà ngài giáo hóa tất cả chúng sinh. Này Văn Thù xá lợi, đại pháp thiên âm của Đức Như Lai hay tùy theo mỗi một ý lạc của tất cả chúng sinh nơi vô lượng thế giới trong vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, ý lạc đó có thể biến khắp, ngài tùy theo âm thanh mỗi loại mà thuyết pháp giáo hóa, lợi ích an lạc cho chúng sinh như vậy. Này Văn Thù xá lợi, âm thanh của Đức Như Lai có vô lượng thế lực như vậy, a quan của Như Lai cũng giống như thế, nhưng âm thanh ấy có thế lực vô lượng. Này Văn Thù xá lợi, a quan của Đức Như Lai kia đều có vô lượng thế lực quan như vậy. Thân của Như Lai cũng lại như thế, những oai quan ấy đều có vô lượng thế lực. Này Văn Thù xá lợi, như trước đã nói, phước tụ không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm, đó chẳng phải chỗ đạt được của hàng thanh văn những bích chư Phật. Vì sao? Vì phước tụ từ nơi đại trí tuệ và đại từ bi là chỗ sinh ra vô lượng nguyện lực biến khắp tất cả. Vì vậy hàng thanh văn những bích chư Phật không thể biết được. Này Văn Thù xá lợi, như vậy sắc thân vi diệu của Đức Như Lai được thành tựu là do tu hành thanh tịnh bố thí và trì giới, và do hai nguyên nhân, hai nhân duyên tối thắng mà được thành tựu. Những gì là hai? Đó là một, nguyện lực Như Lai tối thắng; hai, thiện xảo hóa đạo của Như Lai. Thế nào là Như Lai hóa đạo thiện xảo? Nghĩa là các chúng sinh chưa trồng căn lành thì Như Lai khiến họ trồng căn lành, đã trồng căn lành rồi thì khiến căn lành kia thành tục. Người nào căn lành đã thành tục khiến được giải thoát, do hai nhân duyên này nên ngài được sắc thân vi diệu. Này Văn Thù xá lợi, như vậy sắc thân vi diệu của Đức Như Lai do hai nhân duyên này mà được thành tựu, âm thanh của Đức Như Lai cũng là như vậy, do hai nhân duyên này mà được thành tựu. Này Văn Thù xá lợi, âm thanh của Như Lai do hai nhân duyên nơi mà được thành tựu, oai quang của Đức Như Lai cũng là như thế, do hai nhân duyên mà được thành tựu. Này Văn Thù xá lợi, oai quang của Đức Như Lai do hai nhân duyên mà được thành tựu, Như Lai thuyết pháp cũng là như vậy, do hai nhân duyên này mà được thành tựu. Này Văn Thù xá lợi, Đức Như Lai thuyết pháp do hai nhân duyên mà được thành tựu, hành nguyện của Như Lai cũng là như vậy, do hai nhân duyên này mà được thành tựu. Này Văn Thù xá lợi, Đức Như Lai vì thương xót các chúng sinh nên xuất hiện ở đời, vì muốn lợi lạc cho các chúng sinh nên xuất hiện ở đời, vì muốn an lạc cho các chúng sinh nên xuất hiện ở đời. Do chúng sinh có nhiều chủng tánh, sự mong muốn ưa thích sai khác mà mỗi không giống nhau, cho nên Đức Như Lai tùy theo ý ưa thích đó mà hiện ra một mỗi thân tướng tốt mà thuyết pháp giáo hóa. Khi các chúng sinh được điều phục, hướng dẫn họ vào trong Phật pháp, khiến cho họ được thành tựu. Nghe Phật nói phước tụ làm được cho tất cả hàng trời người như vậy, Bồ Tát Văn Thù xá lợi liền thưa: Bạch Thế Tôn, hôm nay con được đại tiện lợi, đại tối thắng, vô đẳng đẳng, đại cát tường. Con nghĩ Đức Như Lai thanh tịnh bất động như hư không, ở trong thế gian để làm chỗ nương nhờ cho các chúng sinh, ngài rất khó gặp, nhưng con nay lại được diện kiến.
Phật nói kinh này rồi, có Tỳ kheo với các đại Bồ Tát chuyên bằng chắp tay thâm tín lãnh thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người đem công đức này trang nghiêm Phật thành độ trên đường bốn ăn lại chỉ có khổ ba đường. Nếu qua thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, hết báo thân này đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tỳ phương cực lạc thế giới đại từ để bi tứ giáo đạo sẽ A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kinh Bát Phước Tướng trang nghiêm.